Hello, Nhã xin mến chào cô chú bác ha. Hiện tại Nhã đang ở Tòa Thánh Tây Ninh, chuẩn bị múa rồng nhang rồi cô chú bác. Ngay chỗ này chỗ chính nè. Wow, đền thách rất là đẹp luôn. Bà con mình cúng gần xong rồi ha, cúng xong là đoàn múa rồng nhang lên. Cô chú bác không? Đây là đền thánh nè, Tòa Thánh Tây Ninh ha. Đó, rồi cái này là người ta nè cô chú bác. Giờ thành biển người luôn nè, biển người luôn. Chúng ta thấy không, khung cảnh xung quanh đây có đồng đúng rồi, đúng rồi. Cô chú bác thấy hợp đồng lắm. Đuối rồi ha. Đuối rồi, đuối rồi. Cái này chắc khoảng 10 phút nữa mới lên tới được quá. Lên từ tầng ha. Lên từ tầng. Dòng dòng đứng lạp gì. Dòng chưa tới đâu mà hai lỗi chắc phải 10-15 phút nữa ha mới lên tới đây đền thánh rồi các bạn. Đền thánh quá rồi các bạn, quá đông. Chúng tên anh nè, cũng xong rồi. Sắp lên rồi đó. Thank you.
cháy luôn này. Có gái như có cày nha. Không gió đỡ coi chú đó. Chưa tới mới cầm nhang nữa, mới cầm nhang có gió rồi, mát mát rồi nè. Có gió đã đỡ mát mát rồi nè. Hy vọng được có mưa. Có mưa ha. Gió nhiều nó vậy. Chuyển trời mưa ha, nhưng mà không sao, để mình cố gắng cập nhật cho bà con mình ha. Ok, nhóm nhau hết trơn rồi. Cảm ơn cô chú bác nhiều nha, bye bye.